Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 128. Ngô Bình, vừa rồi tôi đã hấp thụ 80% sức mạnh từ trưởng của anh. Vì vậy, trưởng của tôi có 80% sức mạnh của anh cộng thêm sức mạnh của tôi được thêm vào nên đương nhiên rất mạnh. Hỗn Lãnh gật đầu, võ công của anh quả thực rất lợi hại. Ngô Bình, bỏ đi, tôi không có hứng chơi đùa với anh nữa, tiếp trưởng đi. Bùm. Ngọn lửa đỏ bùng lên từ cơ thể Ngô Bình, đó là sức mạnh của nguyên hỏa. Sức mạnh này hội tụ ở lòng bàn tay của anh để thi triển tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại của điện cực võ, Phẫn Thiên Trưởng. Phẫn Thiên Trưởng có tổng cộng 5 thức. Thức đầu tiên được thi triển, một đạo quang hỏa ập tới, Hỗn Lãnh chỉ kịp giơ tay lên chắn thì đã bị ngọn lửa ập tới, đánh bay xuống dưới lôi đài. Hỗn Lãnh đã bị nướng cho cháy đen thui, lông mày và râu cũng cháy hết. Lực từ trưởng này quá khủng khiếp, một nửa xương trên người Hỗn Lãnh gãy hết, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Lãnh Nhi, một người đàn ông bay tới, đáp xuống đất rồi vội vã tới dìu Hỗn Lãnh dậy. Ngô Bình bình thản nói, anh ta không sao đâu, tôi mới dùng 3 thành công lực thôi. Nếu không thì giờ này anh ta đã thành cho rồi. Thượng Thanh Thiên cũng kinh ngạc, 3 thành công lực. Hỗn Lãnh nằm trên mặt đất mở mắt ra và nói, cảm ơn đã nương tay không giết. Bố, con thua mất 15.000 tỷ tiền Thượng Thanh, bố không giận chứ? Người đàn ông khẽ thở dài, không sao, nói xong ném cho Ngô Bình một túi tiền. Ngô Bình nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong thực sự có 15.000 tỷ đồng tiền Thượng Thanh. Mặc dù tiền Thượng Thanh không có giá trị bằng tiền đạo tôn, nhưng đây vẫn là số tiền rất lớn. 10.000 đồng tiền Thượng Thanh có thể đổi lấy một đồng tiền đạo tôn. 15.000 tỷ tiền Thượng Thanh tương đương với 1 tỷ rưỡi tiền đạo tôn, đây không phải là con số nhỏ. Ôn Hầu và Tề Vương không nói nên lời, lặng lẽ giao ra 2 túi tiền. Một túi có 20.000 tỷ đồng tiền Thượng Thanh, túi còn lại có 30.000 tỷ đồng tiền Thượng Thanh, cộng lại là 50.000 tỷ tiền Thượng Thanh, tương đương với 5 tỷ tiền đạo tôn. Sau khi lấy tiền, Ngô Bình ném luôn một túi cho Kim Song Nhi, cười nói, Song Nhi, đây là của em. Thượng Thanh Thiên bày tiệc thết đãi những người đi cùng Ngô Bình. Thượng Thanh Thiên cung rất lớn, bên trong có không gian độc lập. Liễu Thần, Vương Mẫu, Thượng Thanh Thiên và Hỏa Vân Đạo Tôn ở lại đó trò chuyện còn Ngô Bình và Kim Song Nhi ra ngoài đi dạo. Ở gần Thượng Thanh Thiên cung có một tòa thành lớn gọi là thành Ly Nan. Hai người họ tới đó tìm đồ ăn ngon và những chỗ hay ho để chơi. Khi tới một gánh hát, bên trong đang có hát kịch nghe rất hay. Ngô Bình liền mua 2 tấm vé, hai người vào bên trong nghe hát. Nghe được một lát, Kim Song Nhi nói, Huyền Bình, bố em muốn gặp mặt anh. Ngô Bình biết rõ bố Kim Song Nhi chắc chắn là một nhân vật không phải dạng vừa, tiêu chuẩn chắc chắn cũng rất cao. Liệu ông ấy có ưng anh không thì chưa biết được. Anh hỏi, bố muốn khi nào gặp mặt? Ngày mai được không? Kim Song Nhi đáp. Ngô Bình, sao lại là ngày mai? Kim Song Nhi, vì mai là sinh nhật bố, bình thường vào sinh nhật bố thường rất vui vẻ. Đến lúc đó, các chị gái và anh rể em, cả các tu sĩ từ các giới đều sẽ tới chúc mừng. Nếu anh đến vào ngày này thì bố sẽ dễ đồng ý hôn sự của chúng ta hơn. Ngô Bình, hóa ra là sinh nhật bố em, vậy thì anh nhất định phải tới. Chỉ là, anh nên chuẩn bị món quà gì đây? Kim Song Nhi, việc đó để em giúp anh cứ tới là được rồi. Ngô Bình cười đáp, em định chuẩn bị món gì vậy? Kim Song Nhi cười với vẻ thần bí, đến đó anh sẽ biết. Ngô Bình không hỏi thêm nữa, hai người đang xem kịch thì vương phù trên người anh sáng lên, trong đầu vọng tới giọng nói của Đường Tử Di, Huyền Bình, sinh linh hỗn độn bàn nguyên đang bày sát trận trên không, muốn tiêu diệt đế quốc thiên võ. Bàn nguyên. Ngô Bình nhớ ra khi trước anh có tiêu diệt một thứ tên là nhân chủ tử. Bố của nó chính là bàn nguyên này, còn mẹ nó là một thần đế. Ngô Bình cười lạnh, đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Anh quay sang nói với Kim Song Nhi, Song Nhi, xem kịch xong em quay về chỗ mẹ nhé, anh có chút việc đi một lát sẽ về. Nói rồi, anh biến mất. Một khắc sau, anh xuất hiện trên bầu trời của đế quốc thiên võ. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hư ảnh khổng lồ. Thứ quái dị này có con mắt to hơn cả những vì sao, trông như một con gấu nhưng lông rất dài, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tím. Mắt nó màu xanh, răng nanh cực dài. Mặc dù chỉ là hư ảnh của sinh linh hỗn độn,
nhưng áp lực kinh hoàng phả ra từ nó vẫn khiến người của đế quốc Thiên Võ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hỏa Hoàng Nhi và Hỷ Bảo đang chuẩn bị ra tay, khi thấy bố tới thì vội vã bay tới. Ngô Bình, Bàn Nguyên, ta biết ngươi tới là vì ta. Thế này đi, giờ ta đi tìm ngươi, hai ta giải quyết chuyện này một lần cho xong. Được, Bàn Nguyên đáp, ta ở Thái Dương Khư chờ ngươi, nếu ngươi không tới, ta sẽ san phẳng đất nước này. Ngô Bình bình thản đáp, ta chắc chắn sẽ tới. Dứt lời, hư ảnh của Bàn Nguyên biến mất. Ngô Bình đáp xuống Hoàng Cung gặp các con, sau đó anh đi tìm Đường Băng Di, anh thả gần 100 người đẹp ở trong xào huyệt kia ra. Nhìn thấy những người đẹp tuyệt thế này, Đường Tử Di đảo mắt bất mãn, điện hạ đúng là khẩu vị tốt thật đấy, một lúc đưa đến nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Ngô Bình, em nói gì vậy, anh là đang tìm trợ thủ cho em mà. Hiện giờ thể chất của họ đều khá tốt, từ giờ trở đi, chính là thuộc hạ dưới quyền em. Đường Băng Di, hay là tổ chức một đội cấm quân toàn nữ nhỉ? Ngô Bình mặt nghiêm trang, có đẹp hay không không quan trọng là tư chất tốt. Ít nhất cũng phải là thể chất của Thái Cổ chân nhân, chỉ cần được rèn luyện thêm là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Đường Băng Di, được rồi, em sẽ nhận họ. Sau khi sắp xếp cho những cô gái này, Ngô Bình sửa soạn một chút rồi tới Thái Dương Khư. Thái Dương Khư là một nơi thần bí trong vũ trụ. Nghe nói nó là thời không tàn tích của một vũ trụ hùng mạnh trước đây. Có thể vào được đây đều là những sinh linh cực mạnh. Khi anh đến cổng Thái Dương Khư thì nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Xung quanh vòng xoáy này có vô số ngôi sao và mảnh vỡ lục địa. Có một lối vào màu đen ở trung tâm vòng xoáy và anh không biết nó dẫn đến đâu. Ngay khi anh đến, một con quái vật lao ra khỏi vòng xoáy, đó chính là Bàn Nguyên. Thực thể của nó không quá to lớn. Chiều dài cơ thể chỉ hơn 100 mét. Bàn Nguyên cười lạnh, có gan thì đi theo ta. Nói xong, nó quay người đi vào trong Thái Dương Khư. Ngô Bình bình thản đáp, có gì mà không dám, nói xong liền đi theo vào. Khi cả hai lần lượt bước vào Thái Dương Khư, một vài bóng người từ xa bay tới. Một trong số đó cười nói, Lục Huynh, người này tiến vào Thái Dương Khư rồi còn có cơ hội trở ra không? Người được gọi là Lục Huynh kia đang cầm trong tay một lò luyện đan nhỏ, bình tĩnh nói, Thái Dương Khư vốn đã nguy hiểm, Bàn Nguyên còn bố trí sát trận ở trong đó, đi vào chắc chắn sẽ chết. Một người khác nói, kẻ này cướp mối làm ăn của Điện Đan Hoàng của Sư Huynh, chết cũng không đáng tiếc. Lục Sư Huynh nói, đúng vậy, kẻ này nhất định phải chết. Ngô Bình, ý ngươi là, ngươi rất thông thuộc Thái Dương Khư này. Bàn Nguyên, không đến nỗi quá thông thuộc. Nhưng ít nhất ta biết nhiều hơn ngươi. Ví dụ như lục địa này, ta đã đến đây nhiều hơn một lần, hơn nữa còn bày trận ở đây. Sau khi nó nói xong, toàn bộ lục địa bắt đầu phát sáng, một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ lấy Ngô Bình, đè xuống mạnh đến mức anh khó có thể động đậy. Bàn Nguyên cười lớn, trên đại lục này, có một trận pháp lớn do các bậc đại năng đi trước để lại, ta đã mất hàng ngàn năm để luyện hóa một phần của trận pháp lớn này. Mặc dù chỉ có một phần, nhưng sức mạnh của nó thật kinh người, giết một kẻ như ngươi thì quá dễ dàng. Ngô Bình, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi một sinh vật hỗn độn như ngươi lại phải dựa vào một trận pháp của thần tộc để đối phó với ta sao? Bàn Nguyên nặng nề hừ một tiếng, thực lực của ngươi ta cũng biết sơ sơ, ta làm như vậy là sáng suốt nhất rồi. Ngô Bình, lần này ta đồ là không chỉ có mình ngươi tới đây. Người của Điện Đan Hoàng cũng tới sao? Bàn Nguyên, bọn họ ở bên ngoài chờ tin tức của ta, sau khi ngươi chết, ta sẽ báo tin mừng cho bọn họ. Ngô Bình, Bàn Nguyên, ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ một trận pháp này có thể áp chế ta? Chẳng lẽ còn không phải, Bàn Nguyên hỏi ngược lại, ngay cả Đạo Tôn cũng trốn không thoát khỏi đại trận này. Ta không tin thực lực của ngươi vượt qua Đạo Tôn. Ngô Bình, nếu là một tháng trước, có lẽ ta thực sự không thể làm gì được. Nhưng bây giờ... trận pháp này không thể bẫy được ta. Anh vừa nói, ngọn lửa dưới chân lan dần ra, trong nháy mắt bao trùm mấy vạn dặm, sau đó toàn bộ đại lục đều bị biển lửa bao trùm. Ngọn lửa hoàn toàn không chịu sự trấn áp của trận pháp, rất nhanh đã lan vào trung tâm của trận pháp, luyện hóa trận nhãn. Bàn Nguyên giật mình, nó hét lên, người đang làm gì vậy? Ngô Bình đáp, nguyên hỏa của ta có sở trường là luyện hóa đại trận. Trận pháp này thật sự rất tốt,
hiện tại ta sẽ hoàn toàn luyện hóa nó, để cho ngươi được mở mang tầm mắt, nhìn thấy uy lực thực sự của nó. Bùm! Toàn bộ đại lục trong nháy mắt hóa thành cho bay, hàng tỷ đường vân của trận pháp sáng lên, bị ngọn lửa bao trùm, dần dần hình thành một đại trận vô song. Đại trận và cả ngọn lửa trở lại cơ thể của Ngô Bình, hợp nhất với anh và trở thành một phần sức mạnh của anh. Ngay lập tức, khí tức của Ngô Bình bạo phát và khí chất của anh ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bàn Nguyên sắc mặt thay đổi chóng mặt, run run hỏi, người luyện hóa đại trận sao? Bàn Nguyên, tiểu nhân lập tức ra ngoài giết đám người lục dưỡng cơ để xả giận cho thượng tiên. Ngô Bình, ta nhớ rõ, lục dưỡng cơ này đến từ Điện Đan Hoàng phải không? Bàn Nguyên, vâng, người này là một trong những đan sư chủ chốt của Điện Đan Hoàng, cũng là trưởng lão ở đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn đã mua chuộc ngươi như thế nào? Lục dưỡng cơ đã hứa sẽ cho con trai tôi một số đan dược, hắn cũng hứa sẽ cho tôi một ít. Những loại đan dược của hắn cũng có ích với tôi, vì vậy tôi đã tham lam và làm những việc hắn sai bảo. Ngô Bình, ngươi biết những gì về Điện Đan Hoàng? Truyền thừa của Điện Đan Hoàng đến từ 3 kỷ nguyên trước, trong điện có 2 cao thủ kỷ nguyên chấn giữ. Ngô Bình khá kinh ngạc, còn có cao thủ kỷ nguyên ở đó sao? Bàn Nguyên, nếu không thì tiểu nhân cũng sẽ không làm việc cho một con người nhỏ bé. Ngô Bình đến gần, ấn lên đầu Bàn Nguyên 2 cái, nói ta đã tạo cấm chế trên người ngươi. Ngươi đi giết lục dưỡng cơ đi, lát nữa quay lại gặp ta. Bàn Nguyên nghe vậy vội vàng nói, được, tiểu nhân lập tức làm. Bàn Nguyên bay về phía lối ra và ra đến bên ngoài Thái Dương Khư trong nháy mắt. Lục dưỡng cơ và những người khác đang chờ đợi tin tức. Khi thấy Bàn Nguyên đi ra, bọn họ không khỏi nở nụ cười gian ác. Lục dưỡng cơ hỏi, Bàn Nguyên, người đã thành công chưa? Bàn Nguyên mỉm cười và nói, trận pháp tôi bố trí rất tinh vi, vì vậy cậu ta không thể sống sót. Hơn nữa, tôi đã lấy được một bảo vật từ trên người cậu ta. Nói xong, Bàn Nguyên lấy ra một thứ và đi tới trước mặt mấy người kia. Nó chìa một cái móng vuốt ra, bên trong là một hạt châu. Hạt châu đột nhiên nổ tung, một thứ chất lỏng sền sệt như keo bao phủ lấy đám người kia. Lục dưỡng cơ tức giận, Bàn Nguyên, người đang làm gì vậy? Bàn Nguyên há to miệng và nuốt chửng những người này chỉ trong một cú tợp. Nó nấc lên và tự nói với mình, coi như các ngươi xui xẻo. Sau đó, nó quay lại chỗ Ngô Bình và nói, thượng tiên, tôi đã giết những kẻ bên ngoài. Ngô Bình nhìn Bàn Nguyên và nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ít nhất là ở cấp độ đạo tôn. Thế này thì sao, ngươi sẽ biến thành một chú chó, đi theo làm việc cho ta. Chỉ cần không chết, Bàn Nguyên sẵn sàng làm bất cứ điều gì, nó lăn vài vòng tại chỗ rồi lập tức biến thành một con chó lớn lông đỏ, nhìn rất uy nghiêm và rất giống một con sư tử. Ngô Bình, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Đại Hồng. Bàn Nguyên mặc dù cảm thấy cái tên này quá tùy tiện, nhưng cũng không dám phản đối, ngược lại còn phải tỏ vẻ vui mừng, cảm ơn thượng tiên đặt cho ta cái tên này. Ngô Bình, từ nay về sau phải gọi ta chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Ngô Bình nhìn về phía Thái Dương Khư, hỏi, ngươi nói ngươi hiểu rõ nơi này, vậy ngươi có biết nguồn gốc của Thái Dương Khư không? Ngô Bình, vậy ngươi biết nơi nào ở đây có bảo vật không? Bàn Nguyên trầm mặc chiếc lát, chủ nhân, cách nơi này không xa có một chỗ, chỉ là chỗ đó rất nguy hiểm. Ngô Bình, dẫn đường. Con chó lớn màu đỏ chạy phía trước. Một lát sau, nó đưa Ngô Bình tới một mảnh lục địa lớn hơn. Mảnh đại lục này, diện tích hơn mấy nghìn tỷ km vuông, toàn bộ bị sương mù màu tím bao phủ, không thể nào nhìn thấu phía dưới có gì. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy bên dưới màn sương mù màu tím là một thế giới như chốn bồng lai tiên cảnh. Nó tự hình thành trời đất, có trăng, sao và mặt trời xoay quanh, phong cảnh rất đẹp, sông núi ao hồ đều có cả. Một nơi như thế này sao lại có nguy hiểm chứ? Anh hỏi Bàn Nguyên, người xuống đó rồi à? Bàn Nguyên, chưa, nhưng ký ức trong huyết mạch nói cho tiểu nhân biết kỷ nguyên trước từng có một cường giả của thần tộc vào đây, đồng thời còn nhận được lợi ích lớn. Về sau, cường giả ấy còn trở thành một trong những người mạnh nhất của thần tộc. Chắc không ít tu sĩ đến đây rồi nhỉ? Bàn Nguyên, đúng thế, cứ một thời gian lại có một lượng lớn tu sĩ vào đây, nhưng theo tôi được biết thì chưa có ai sống sót trở ra. Cả thần tộc,
nhân tộc, yêu và ma tộc đều thất bại hết. Sau đó, anh ta lại khuyên Ngô Bình, chủ nhân, người phải cẩn thận đấy, tôi nghĩ tốt nhất là không nên xuống. Ngô Bình cười khẩy, chắc chắn trong lòng ngươi rất mong ta xuống đó đúng không? Bàn Nguyên sững người rồi vội nói, tiểu nhân không dám. Ngô Bình, không sao, nếu ta đã đến đây rồi thì phải xuống xem sao chứ, nói rồi, anh kéo Bàn Nguyên cùng nhảy xuống dưới, tiến vào màn sương mù. Bàn Nguyên không ngờ Ngô Bình lại kéo mình xuống theo nên hét lớn, chủ nhân, tốt nhất chúng ta đừng xuống. Song đã muộn, cảnh vật trước mắt nó nhanh chóng thay đổi. Không lâu sau, một người một chó đã đáp xuống mặt đất. Vừa đáp xuống, Ngô Bình đã cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình đang chịu một sức ép rất lớn, nếu không nhờ có sức mạnh lớn thì anh đã ngã khuỵu và không thể cử động rồi. Bàn Nguyên thì không ổn chút nào, người nó chao đảo, đứng không vững. Ngô Bình, thế giới này mạnh thật đấy. Bàn Nguyên, vâng thưa chủ nhân, tôi khó chịu quá. Ngô Bình nhìn ra xa thì thấy đây là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, cách đó không xa có một loại động vật trông giống ngựa đang ăn cỏ. Nói là giống vì chúng không phải là ngựa 100%, tuy cũng có bốn vó nhưng trên người chúng mọc đầy vảy, ngoài ra còn mọc thêm hai cái sừng trên đầu. Anh đi tới rồi đá văng con chuột đi, tuy anh chưa dùng hết sức lực, nhưng một con chuột cũng không thể chịu được. Vậy mà, con chuột chỉ quay vài vòng trên không rồi đáp vững vàng xuống đất. Đôi mắt bé tí của nó nhìn chăm chăm vào Ngô Bình, cuối cùng nó rít lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu rồi hung hăng lao về phía anh. Chưa xong ư, Ngô Bình cười mỉa rồi túm lấy nó bằng một tay. Con chuột liên tục vùng vẫy trong tay anh, nhưng nó càng phản kháng thì anh nắm tay càng chặt, cuối cùng nó không thể cử động được nữa. Ngô Bình quan sát kỹ con chuột thì thấy cấu tạo của nó rất hoàn hảo, thể chất mạnh bất ngờ, đến thần vương cũng phải chào thua trước thể chất của con chuột này. Chủ nhân, khiếp quá đi mất, chỉ một con chuột thôi mà cũng có thực lực đáng sợ đến thế. Ngô Bình nói như có điều suy nghĩ, Bàn Nguyên, người từng bảo Thái Dương Khư thuộc một vũ trụ rất mạnh, hơn nữa còn trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên còn gì. Sinh vật ở đây mạnh cũng là điều hợp lý thôi, dẫu sao chúng cũng đã sống qua nhiều kỷ nguyên mà. Bàn Nguyên, cuối cùng thì tiểu nhân đã hiểu sao bao nhiêu cường giả lại chết ở đây rồi, sinh linh ở đây khiếp đảm quá. Ngô Bình, nhưng đây cũng là một nơi lý tưởng để rèn luyện cơ thể và tinh thần đấy. Trong lúc họ nói chuyện, chợt có một con rắn chui ra, nó quét cái đuôi một cái là hất ngã Bàn Nguyên ngay, sau đó nó nhanh chóng cuộn tròn con chó lại. Bàn Nguyên sợ hãi hét lên, chủ nhân cứu mạng. Ngô Bình lắc đầu rồi bước tới túm lấy con rắn, nó lập tức thả lỏng người. Anh ném con rắn vào động thiên, chuẩn bị nấu món canh rắn. Lúc này, trên trời chợt có mây đen kéo đến, trời mưa như chút nước. Sức mạnh của gió quá lớn, Ngô Bình suýt nữa còn không đứng vững, Bàn Nguyên thì chỉ còn cách bám chặt vào người Ngô Bình thì mới không bị gió thổi bay. Mưa rơi tầm tã, nhưng lại bị ngăn cách ở một nơi cách Ngô Bình vài mét. Anh đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một cây nấm, Ngô Bình hái nấm bỏ vào miệng ăn thì cảm thấy cây nấm này có dược lực. Kết quả là anh đã cảm thấy có hai loại dược lực khác nhau trong cây nấm bình thường này. Chúng đều có hỗ trợ lớn với anh. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đến chục phút là ngừng hẳn, bầu trời đã trong xanh trở lại. Mưa vừa ngừng thì có rất nhiều côn trùng chui ra, chúng đều rất mạnh, từ con muỗi, con kiến cũng có lực tấn công đáng ngạc nhiên, đến Ngô Bình cũng phải né chúng. Phía trước có một ngọn núi, Ngô Bình nhanh chóng đi đến đó. Cuối cùng anh phát hiện, cách mình khoảng vài trăm dặm có khói bốc lên, mà có khói thì sẽ có người. Thực lực của con hầu vương này rất mạnh, nó cao gần 3 mét, trông như một ngọn núi nhỏ, mỗi khi nó bước đi, mặt đất đều rung chuyển. Hầu vương cất giọng nói kỳ lạ, cùng lúc đó đã có thông tin của nó xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Ngươi là động vật gì? Đến đây làm chi? Ngô Bình, ta là con người. Con người ư, chưa nghe đến bao giờ, hầu vương nói, rời khỏi đây ngay, không thì đừng có trách. Ngô Bình, trách móc gì? Các ngươi chỉ là bầy khỉ thôi. Hầu vương nổi giận rồi tung một chưởng tấn công Ngô Bình, nó vừa giơ tay lên thì Ngô Bình đã biến thành một người khổng lồ cao 10 mét rồi lấy tay ấn nó xuống đất. Đầu hầu vương cắm xuống bùn, nó không thể cử động, đôi tay đập đất ra hiệu nhận thua. Ngô Bình lôi nó lên rồi lạnh giọng nói, giờ còn dám to còi với ta nữa không?
Hầu Vương chửi thầm trong bụng. Xin lỗi, tôi sai rồi, Hầu Vương rất bộc trực, lập tức nhận sai ngay. Anh ném nó xuống đất rồi nói, ê khỉ, mau bảo con cháu của ngươi lấy hoa quả cho ta ăn. Hầu Vương biết không đánh lại được Ngô Bình nên đành phục tùng anh, nó thở dài như con người rồi vẫy tay với bầy khỉ, chúng lập tức đi hái quả ngay. Một lát sau, đủ loại hoa quả không rõ tên đã được bầy khỉ mang đến trước mặt Ngô Bình. Mỗi loại anh chỉ ăn thử một miếng, đúng như anh đoán, hoa quả ở đây cũng chưa dược lực thần kỳ, nếu tách được dược lực trong chúng ra thì thậm chí còn có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược tốt. Trong khi đây chỉ đều là hoa quả bình thường. Anh chọn ra vài loại hoa quả ăn khá ngon rồi cất vào trong động thiên, chuẩn bị mang về nhà cho vợ con nếm thử. Hầu Vương cúi mặt đứng bên cạnh nghe Ngô Bình căn dặn. Ăn xong, Ngô Bình hỏi nó, người có biết dược liệu không? Hầu Vương gật đầu nói, ở đây có nhiều dược liệu lắm ạ. Ngô Bình, phạm vi hoạt động của các ngươi có rộng không? Hầu Vương, từ đầu này đến dầu khác phải đi 2 ngày 2 đêm mới hết. Ngô Bình nhẩm tính thì thấy tốc độ di chuyển của khỉ không hề chậm, vậy mà phải đi hết 2 ngày 2 đêm, chứng tỏ phạm vi của chúng rất rộng. Anh mỉm cười nói, ê khỉ, người hãy phái quân của mình đi hái dược liệu cho ta. Yên tâm, ta không bắt các ngươi giúp không công đâu, ta sẽ giúp các ngươi vài việc gì đó. Hầu Vương nghi hoặc nhìn Ngô Bình, rõ ràng nó không tin lời anh nói nên hỏi, anh thì giúp được bọn tôi việc gì? Vì thế, không lâu sau, đã có rất nhiều thuốc chất đống trước mặt Ngô Bình. Song chủng loại không nhiều, vì bọn chúng không kịp liên lạc với nhau, thành ra con này vẫn hái thuốc mà con khác đã hái. Vừa nhìn thấy thuốc là Ngô Bình bắt đầu đánh giá về mùi vị và dược lực của chúng ngay để xác định tác dụng của chúng. Sau đó, Ngô Bình lấy roi bách thảo ra rồi thu dược lực tương ứng vào trong để sau này sử dụng. Dược liệu của đại lục này đến từ các vũ trụ khác nhau, trải qua thay đổi của nhiều năm, dược tính trong chúng đều rất mới lạ với Ngô Bình, như thể có một cửa sổ mới mở ra trước mặt anh, khiến anh nhìn thấy một phong cảnh hoàn toàn mới. 2 ngày sau, lượng dược liệu mà Ngô Bình có ngày càng nhiều hơn, nhưng số lượng dược liệu được mang đến tiếp cho anh thì ít đi. Anh biết mình đã gom được gần hết dược liệu ở đây rồi. Vì vậy, anh lấy lò luyện đan ra rồi thử bỏ các dược liệu rất bình thường ở đây vào để tổ hợp, sau đó luyện chế ra đan dược mà anh biết. Anh đã chọn ra hơn chục loại dược liệu, sau đó bắt tay vào luyện chế một đan dược có lực phòng ngự cao. Đan dược này có thể khiến da thịt, xương cốt, thần hồn, lục phủ ngũ tạng và máu huyết của một người có lực phòng ngự mạnh mẽ, đao chém không chết, kiếm đâm không thủng, lửa đốt không cháy, lạnh giá cũng không bị đóng băng. Ngô Bình đã thử một mạch hơn chục lò đan dược, sau đó mới điều chỉnh lậu phương thức luyện đan cho hoàn hảo nhất, cuối cùng thành phẩm được mang tên là Kim Cương Đan. Sau khi lò Kim Cương Đan thật sự đầu tiên ra lò, anh đã lấy một viên uống thử, ngay sau đó đã thấy cơ thể có sự thay đổi kỳ diệu. Tuy sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng công hiệu của đan dược rất tốt. Anh ném cho Hầu Vương một viên đan dược rồi nói, ngươi thử đi. Hầu Vương cầm lấy đan dược rồi ngẩn ra, nó đã sống mấy trăm năm, nhưng chưa nhìn thấy thứ này bao giờ nên không biết có ăn được hay không. Nhưng nghĩ thấy Ngô Bình có thực lực rất mạnh, chắc không hạ độc nó nên nó uống luôn. Loáng cái, Hầu Vương bắt đầu hét lớn, lông trên người nó dần chuyển sang màu tím vàng, đôi mắt nó phóng ra lửa, đồng thời nó cũng thấy xương cốt, da thịt, máu huyết và lục phủ ngũ tạng của mình đã mạnh mẽ hơn. Một tiếng sau, Hầu Vương chỉ thấy toàn thân thư thái, nó đã cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn, ngoài ra cơ thể còn rất rắn chắc, đao kiếm cũng không làm gì được. Ngô Bình rất hài lòng với hiệu quả của đan dược, đây là Kim Cương Đan, nó có thể tăng lực phòng ngự cho ngươi, ngươi thử đi. Hầu Vương gọi một tiếng, một bầy khỉ cường tráng xuất hiện, chúng do dự một lát rồi bắt đầu tấn công Hầu Vương. Bụp! Chúng đấm lia lịa vào người Hầu Vương nhưng lại như đấm vào đá. Tay con nào cũng đau nhức. Các móng vuốt vừa chạm vào lông của Hầu Vương thì đã bị gãy ngay. Bầy khỉ mừng rỡ đến mức reo lên, chúng mừng cho Hầu Vương. Hầu Vương cũng mừng ra mặt, nó đi tới trước mặt Ngô Bình rồi lại anh, cảm ơn thuốc của anh. Ngô Bình cười hỏi, nếu các ngươi có cơ thể như vậy thì còn sợ bầy sói nữa không? Sau khi Ngô Bình luyện chế xong loại đan dược này thì dược liệu anh cần cho loại đan dược trước đó đã được gom đủ. Vì thế anh đã luyện thêm mấy trăm lò đan dược. Quá trình luyện chế khá dễ,
Ngô Bình thả hóa thân ra để nó làm cùng. Một lúc lâu sau, anh đã luyện đủ đan dược cho bầy khỉ. Chúng uống kim cương đan xong thì màu lông đều thay đổi, ngoài ra còn mạnh hơn, lực phòng ngự cao hơn. Hầu Vương lệnh cho chúng đi tập kích bầy sói. Trí thông minh của Hầu Vương đã khác nên trận đánh này chúng đã thành công vang dội. Hầu Vương vốn không phải đối thủ của Lang Vương, nhưng nhờ có kim cương đan nên nó đã mạnh mẽ hơn và đánh thắng được Lang Vương. Mất thủ lĩnh, bầy sói bị đánh tan tác và chết cả nửa quân số, cuối cùng chúng phải bỏ địa bàn lại rồi chạy đi xa hơn. Thế lực của bầy sói lớn hơn nên địa bàn của chúng cũng rộng hơn bầy khỉ, vì thế sau trận này, lãnh thổ của Hầu Vương đã rộng hơn nhiều. Đương nhiên điều này cũng có lợi cho Ngô Bình, vì bầy khỉ có thể đến khu vực khác để hái dược liệu cho anh. Bàn Nguyên rất ngoan ở bên cạnh Ngô Bình, hôm nay, nó không nhịn được nữa nên mới hỏi, chủ nhân, người định ở lại đây luyện đan mãi à? Ngô Bình, dược liệu và môi trường ở đây không thuộc về vũ trụ của chúng ta. Ở đây các dược liệu này không đáng giá, nhưng mang về chỗ chúng ta thì chúng quý lắm đấy. Sau đó, anh hỏi Bàn Nguyên, người cũng uống kim cương đan rồi, người nghĩ mình đồng ý trả bao nhiêu tiền để mua đan dược này? Bàn Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp, hiệu quả của kim cương đan rất tốt, nó đã tăng thực lực nhiều mảng giúp tiểu nhân. Tiểu nhân nghĩ thấp nhất cũng phải bán đan dược này với giá 5 tỷ tiền đạo. Ngô Bình, nhưng ở đây có rất nhiều dược liệu để luyện chế kim cương đan. Một ngày ta có thể luyện chế cả mấy chục nghìn viên, thậm chí cả trăm nghìn viên. Bàn Nguyên ngạc nhiên, kể cả thế thì nó vẫn đang giá 5 tỷ tiền đạo. Ngô Bình, nếu để binh sĩ uống đan dược này thì ngươi có thể tưởng tượng được hiệu quả sẽ thế nào không? Bàn Nguyên, thế thì sẽ đáng sợ lắm. Ngô Bình cười nói, chỉ có kim cương đan thôi thì chưa đủ, còn cần đan dược nâng cao thực lực, phản ứng, tinh thần và trí tuệ nữa. Bầy khí đại thắng quay về, Hầu Vương rất vui. Để lấy lòng Ngô Bình, nó lại triệu tập các hầu binh, hầu tướng đi hái tất cả dược liệu ở địa bàn của bầy sói. Không lâu sau, lại có cả núi đan dược chất đống trước mặt Ngô Bình. Lần này, anh phát hiện có vài loại giúp tăng sức mạnh, vì thế đã nghiên cứu ra một loại có tên là cự lực đan. Khi Ngô Bình luyện chế đan dược này thành công thì chợt nhận được tin của Kim Song Nhi, con đường chân thánh sắp mở, không còn cách nào khác. Ngô Bình đành tạm rời khỏi đây. Ngô Bình nhớ bạn đời của Vương Mẫu là một chân nhân thái cổ thời sơ đại nên hỏi, Song Nhi, Vương Mẫu có mấy chồng? Kim Song Nhi, ba, nhưng chỉ có một người còn sống, và đó cũng chính là bố em. Trong các người chị gái của em thì chỉ có hai người cùng chung bố với em thôi. Ngô Bình, bố em là thần tộc à? Kim Song Nhi, vâng, bố em là một thánh vương, nhưng nhiều năm rồi không còn màng thế sự nữa. Giờ ông đang tu hành trong núi Thiên La. Ngô Bình, thánh vương cơ à, siêu thế. Kim Song Nhi cười nói, có gì đâu, anh chẳng là đại thánh còn gì. Hơn nữa nếu anh muốn đột phá thì đã thành thánh vương lâu rồi. Ngô Bình, không nói thế được. Lúc này, Kim Song Nhi chợt thở dài rồi nói, hai người chị kia của em đều đối xử với em tốt lắm, nhưng hình như hai anh rể có ý thù địch với anh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, tại sao? Kim Song Nhi, anh rể cả của em là thiên kiêu của thần tộc, hai rể thứ hai là thiên kiêu của yêu tộc, còn anh là nhân tộc. Nếu họ mà biết thì chắc chắn sẽ nhắm vào anh. Ngô Bình, cái đấy anh không sợ, vì họ không đánh lại anh được đâu. Kim Song Nhi, cho nên em mới dám dẫn anh đi. Nhưng làm thế này thì em sẽ có mâu thuẫn với các chị mất. Kim Song Nhi cười nói, Song Nhi, em có huyết mạch của thần, cũng có huyết mạch của yêu. Ngoài ra còn có huyết mạch của chân nhân thái cổ sơ đại, đúng ra tư chất của em tốt lắm đấy. Kim Song Nhi, chính vì thế nên từ nhỏ em đã tu luyện công pháp của ba phe, nhưng tu luyện nhiều rồi lại không biết phải đi theo phe nào. Ngô Bình, anh nghĩ em có thể tu luyện công pháp của anh. Kim Song Nhi nhìn anh, đi theo con đường của anh ư. Ngô Bình gật đầu, anh đang tìm một con đường tiên, con đường mà mọi sinh linh đều đi. Một khi anh tìm ra được thì em cũng có thể tu luyện. Kim Song Nhi cười nói, thế thì em sẽ chờ tin tốt của anh. Sau đó, hai người cùng đến núi Thiên La. Núi Thiên La nằm ở một thời không thần bí cao duy độ nào đó, chỉ có tu sĩ được phép thì mới có thể vào được. Khi hai người đến nơi, Kim Song Nhi điểm tay một cái, không gian lập tức gợn sóng, một bức tường tinh thể xuất hiện, hai người dễ dàng đi xuyên qua.
sau đó, họ đã tiến vào một thế giới ảo diệu. Bầu trời ở đây có màu bạc, mặt đất màu tím xám, không gian như vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Ngay khi đến đây, Ngô Bình đã có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ như được trở về nhà. Anh ngẩn ra rồi lẩm bẩm, khí tức ở đây, quen quá. Ngô Bình hỏi, Song Nhi, nữ oa giới đã bị ai hủy diệt? Kim Song Nhi, đương nhiên là thần tộc và ma tộc. Chân nhân thái cổ năm xưa đã không bảo vệ được quê hương của mình. Nơi này còn sót lại là bởi nữ oa đã hạ cấm chế ở đây, không thì cũng đi đời nhà ma rồi. Nơi này có chủ không? Kim Song Nhi, không, nhưng bố em bảo có không ít thánh nhân và chân nhân sinh sống ở đây. À, núi Thiên La chính là một nơi khá nổi tiếng ở đây đấy. Năm xưa, nữ oa đã sống ở đây một thời gian, đến giờ vẫn còn cung nữ oa. Ngô Bình mừng rỡ, nữ oa từng sống ở đây ư. Tốt quá, nhất định anh phải đến đó xem. Hai người và đi thì có ba nam một nữ đi tới, trông dáng vẻ của họ thì cũng là người ở bên ngoài tới giống Ngô Bình. Bốn người đó nhìn thấy Ngô Bình xong thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi theo anh và Kim Song Nhi. Khoảng cách rút ngắn, một người thanh niên mặc đồ đen hỏi, này, hai người có biết núi Thiên La ở đâu không? Ngô Bình, chúng tôi cũng đang đến đó. Người đàn ông quan sát anh rồi hỏi, anh cũng đến chúc thọ Minh Đà Thánh Vương à? Ngô Bình, ừm. Người đàn ông, thế mình đi chung đi. Ngô Bình không quen họ nên nói, thôi, tốt nhất là đường ai nấy đi. Người đàn ông, anh không biết chứ nữ oa giới nguy hiểm lắm, có rất nhiều ma quỷ ở đây, hai người đi riêng mà gặp chúng là toi đời đấy. Ngô Bình ngoảnh lại hỏi Kim Song Nhi, Song Nhi, thật à? Kim Song Nhi gật đầu, ngày xưa ma tộc xâm nhập nên đã có nhiều chân nhân thái cổ biến thành ma cương, chúng bất tử, thực lực lại mạnh nên vẫn còn nhiều lắm. Cô ấy vừa nói xong thì ngọn núi phía trước chợt rung lên, sau đó là một tiếng động mạnh, một bàn tay màu xanh thò từ dưới đất lên, sau đó có một người khổng lồ cao nghìn trượng đứng dậy, ma khí bao quanh người đó, đôi mắt thì phun ra lửa rồi lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Người đàn ông nói chuyện với Ngô Bình nhìn thấy con quái vật ấy một cái là biến sắc mặt rồi hô lên, rút mau. Ngay sau đó, nhóm của bọn họ đã bay lên cao rồi tránh ma cương kia ra thật xa. Nhưng họ vừa bay lên thì ma cương đã há miệng ra rồi hút vào, một lực hút khủng khiếp sinh ra, tất cả những người kia đã bị nó hút vào miệng. Cô gái hét lên thất thanh với vẻ đầy tuyệt vọng, tay chân khua múa loạn xạ rồi van xin Ngô Bình cứu tôi với. Ngô Bình giơ tay phải chộp lên không, một lực hút tương tự sinh ra, bốn người kia đã dừng lại trên không. Ma cương thấy một con người nhỏ bé dám chống lại mình thì càng tăng thêm lực hút hơn, nhưng dù nó có làm gì thì bốn người kia cũng không nhúc nhích. Bốn người đó sợ đến mức tè ra quần rồi thi nhau hô lên, mạnh nữa lên anh gì ơi. Ngô Bình tiến lên rồi hóa thành một người khổng lồ cao 3.000 mét, so ra còn mạnh hơn ma cương kia. Ma cương này từng là một chân nhân thái cổ, sau khi biến thành ma cương, thực lực của nó đã tăng lên gấp nhiều lần, nhưng vẫn không phải đối thủ của Ngô Bình. Tuy ma cương đã bị ma hóa nhưng trong xương cốt của nó vẫn chảy dòng máu của chân nhân, sau khi cảm nhận được khí tức hoàng giả của Ngô Bình, nó chợt sững người, những ký ức của ngày xưa chợt ùa về. Nó chợt rơi lệ rồi há miệng ra, sau đó run rẩy nói bằng giọng của con người, tiểu nhân, tham kiến, đại thánh. Ngô Bình thở dài, biết nó đã nhớ lại ký ức lúc trước, nhưng ma tính vẫn còn. Anh đi tới gần ma cương rồi ấn tay lên đỉnh đầu ma cương, sau đó dùng thánh lực để gột rửa linh hồn cho nó. Ma cương tỏ vẻ đau đớn, hai tay nắm chặt bất động. 15 phút sau, Ngô Bình mệt mỏi buông tay, để hồi phục ý thức cho ma cương này, anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngay khi anh buông tay ra, ma cương đã quỳ xuống đất rồi hôn lên chân anh, Ngô Hoàng. Cuối cùng tiểu nhân cũng chờ được đến ngày này, hu hu. Đến một chân hầu mà cũng phải bật khóc nức nở, bao nhiêu ngày trở thành ma cương là bấy nhiêu ngày ông ấy sống trong dằn vặt, sống không bằng chết. Ông ấy chỉ mong một ngày nào đó sẽ có cường giả nhân tộc đến cứu mình. Nhưng ông ấy cũng biết đây chỉ là vọng tưởng, nào ngờ hôm nay lại gặp được một chân hoàng. Mấy người đứng sau Ngô Bình đều nghệt mặt ra, ma cương đã hồi phục rồi ư. Ngô Bình làm thế nào vậy? Hơn nữa, ma cương này còn gọi anh là chân hoàng. Ngô Bình thờ ơ nói, đứng dậy đi.
Người khổng lồ chân hầu chậm rãi đứng dậy rồi ngẩng lên nhìn Ngô Bình. Ông tên gì? Chân hầu, Ngô Hoàng, tiểu nhân là dạ thú. Ngô Bình hỏi, dạ thú, ở nữ oa giới này có bao nhiêu ma cương, ông có biết không? Dạ thú, Ngô Hoàng, có vài chục nghìn ma cương ạ. Ông ở cảnh giới chân hầu rồi nhỉ, thế ma cương mạnh nhất ở đây có tu vi cấp nào rồi? Dạ thú cấp chân tổ ạ. Ngô Bình thoáng kinh ngạc, chân tổ giống tổ long, đều là nhân vật mạnh nhất trong tộc của mình. Trên cấp chân hoàng nên được gọi là chân tổ. Nếu thế thì sao vẫn có người sống ở đây được? Dạ thú, Ngô Hoàng, chân tổ luôn ở trạng thái ngủ say, ngoài chân tổ ra, vẫn còn một chân hoàng và tám chân vương đã biến thành ma cương. Ngô Bình, các ma cương khác đều giống ông hả? Có thể hồi phục được không? Thời nay, đến chân nhân thái cổ còn hiếm, ấy vậy mà lại có chân hoàng. Chân hoàng sánh ngang với thánh hoàng và đại đạo tôn, thậm chí còn có tư cách được gọi là cường giả kỷ nguyên. Ngô Bình, không cần đa lễ, đứng dậy đi, chúng ta cùng đi thôi. Lúc trước, anh không muốn đi cùng họ, nhưng giờ biết có ma cương nên đành cho họ đi cùng. Bốn người kia mừng rỡ rồi đi theo anh ngay. Ngô Bình cố tình bay chậm để vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ở đây. Anh bay được một đoạn thì chờ đáp xuống đất, đây là một ngọn núi nhỏ, trên cây ở đây có đầy quả dại. Ngô Bình hái một quả ăn thử thì thấy không ngon, nhưng dược lực lại rất mạnh. Anh cười nói, đây là quả quê, ăn ngon lắm, nói rồi, anh cũng hái cho Kim Song Nhi một quả, sau đó hái tiếp cất đi để mang về nhà ăn. Khi họ chuẩn bị đi tiếp thì cô gái của nhóm kia chợt lấy bản đồ ra nói, chân hoàng, phía trước là địa bàn của Kỳ Lân Vương, chúng ta nên đi đường vòng. Ngô Bình, Kỳ Lân Vương thì ghê lắm à? Cô gái, nghe nói nó là cường giả kỷ nguyên, nếu có người đi vào địa bàn của nó thì sẽ bị giết ngay. Ngô Bình cười khẩy, để tôi xem nó mặt ngang mũi dọc thế nào. Bốn người kia đầy vẻ lo lắng, thật sự không muốn tham gia vụ này vì quá nguy hiểm. Nhưng nhớ tới sức mạnh ban nãy của Ngô Bình, người đàn ông cắn răng nói, chúng tôi đi cùng chân hoàng. Ngô Bình cười nói, không sợ à. Cô gái chớp mắt, có chân hoàng rồi thì chúng tôi không sợ. Ngô Bình cười phá lên rồi cất bước đi thẳng. Họ đi được một đoạn thì anh thấy không khí ở đây có một mùi đặc biệt, đây chính là mùi mà Kỳ Lân Vương phóng ra, nó có tác dụng mê hoặc con mồi. Các sinh linh khác mà ngửi thấy thì sẽ lập tức bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn đi đến cạnh Kỳ Lân Vương để nó ăn thịt. Ngô Bình cho những người khác uống một viên đan dược có tác dụng tránh mê hoặc rồi đi tiếp. Mùi hương ngày càng nồng, họ đi thêm hơn trăm dặm thì Ngô Bình dừng lại rồi nhìn lên trước. Một con dã thú xuất hiện. Nó trông không giống kỳ lân bình thường, đầu giống con bò, người như con hổ, vó giống ngựa, toàn thân có màu lam xám, cái đuôi rực lửa, đỉnh đầu mọc sừng rồng. Đây chính là Kỳ Lân Vương, vai nó chỉ cao nửa mét, người dài hơn mét, nhìn như con chó to. Gầm! Ngô Bình bật cười, anh bắt lấy con kỳ lân, nó vung cái vuốt lên, tuy con này còn nhỏ, nhưng cái vuốt của nó hoàn toàn có thể giết được đạo tôn. Xong! Ngô Bình đã tránh được và túm ngay lấy cổ nó. Kỳ Lân Vương nổi giận rồi ra sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. Im nào, Ngô Bình đánh vào mông nó. Kỳ Lân Vương đứng người, con người này dám tét mông nó, đúng là to gan lớn mật. Gào. Nó lại gầm lên. Chát. Ngô Bình lại đập vào đầu nó rồi mắng, ngoan đi. Nói rồi, anh ném nó vào trong động thiên. Anh vừa định đi tiếp thì Kim Song Nhi nói, Huyền Bình, chắc sào huyệt của Kỳ Lân Vương ở gần đây, nó đã sống ở đây nhiều năm, kiểu gì cũng có nhiều vật quý, hay mình đi tìm đi. Ngô Bình đã bắt được cả Kỳ Lân Vương thì đến sào huyệt của nó cũng không phải việc quá đáng, được, đi thôi. Họ đi thêm mấy chục dặm thì nhìn thấy một hang động lớn, phía trước hang có rất nhiều xương thú. Đã vào đây rồi thì hung thú có mạnh đến mấy thì cũng phải quay đầu bỏ chạy thôi. Chứ đừng nói là đến gần đây tham quan. Đương nhiên Ngô Bình không sợ, anh đi đến gần hang rồi thò đầu vào nhìn. Hang này rất sâu, vì thế anh bảo mọi người chờ bên ngoài, còn mình thì đi vào trong. Sau hai ngã rẽ, anh cảm thấy nơi này rất lạnh. Anh vừa đi thêm một đoạn thì đã vào một địa động rộng lớn, ở đây có rất nhiều thịt khô. Trên các miếng thịt đều có ghi chú về thời gian, miếng gần đây nhất cũng đã vài trăm năm,
hơn nữa bên ngoài còn bôi một lớp giống muối và hương liệu. Vì thế chúng vẫn ăn được, đã thế càng để lâu càng ngon. Ngô Bình sáng mắt lên nói, con kỳ lân vương này cũng sành ăn đấy. Vì thế, anh đã cất hết chỗ thịt khô ấy đi. Anh đi tiếp đến huyệt động thứ hai, ở đây có yêu đan và châu báu, xem ra con kỳ lân vương này đã giết không ít yêu tộc. Số lượng yêu đan lên đến hơn 1.000 viên, trong đó yêu đan yếu nhất cũng là cấp yêu hoàng, nói chung toàn đồ quý. Ngô Bình hài lòng cất chúng đi, khi nhìn tiếp ra phía sau thì thấy đã hết đường. Anh chuẩn bị rời đi chợt khựng lại, không biết kỳ lân vương còn thứ gì khác nữa không, vì thế anh chui xuống lòng đất, dưới này toàn dung nham với đất đá. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy sâu tít dưới lớp dung nham có một cái hòm. Anh thò tay xuống, cái hòm bay lên, anh không cần xem mà cất nó đi luôn rồi quay người ra ngoài. Vừa ra ngoài, anh đã thấy Kim Song Nhi đang đứng nói chuyện với một người thanh niên, bốn người kia thì đang nằm dưới đất và tắt thở. Anh sầm mặt hỏi, là anh giết họ à? Người thanh niên đang nói chuyện với Kim Song Nhi đi giày da và mặc giáp, tuy miệng cười nhưng ánh mắt rất lạnh. Kim Song Nhi cũng có vẻ giận dữ đang định cãi nhau với hắn, nhưng có một cô gái đứng sau người thanh niên, cô ta ăn mặc diêm dúa, gương mặt lại khá giống Kim Song Nhi. Người đàn ông nghe thấy tiếng Ngô Bình thì ngoảnh lại nhìn anh, ra vẫn còn người sống ở đây, đúng là tôi đã giết họ, cậu thì chuẩn bị đi. Kim Song Nhi nhăn mặt nói, anh rể, anh ấy là Huyền Bình chồng sắp cưới của em. Người thanh niên cau mày, em định lấy nhân tộc ư, nói rồi, hắn lắc đầu, như thể không thể hiểu tại sao Kim Song Nhi lại chọn lựa như vậy. Kim Song Nhi, nhân tộc thì làm sao? Bố em cũng là nhân tộc mà. Tên này không phải con người, mà là một thiên kiêu của thần tộc, khí tức của hắn rất mạnh, hắn nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu vào hang của Kỳ Lân Vương chắc chắn có thu hoạch rồi. Mau đưa đây cho tôi. Ngô Bình nhìn bốn thi thể dưới đất rồi nói, họ không đắc tội với anh, sao anh lại giết họ? Người thanh niên cười phá lên, tôi chẳng may giẫm chúng mấy con kiến thôi mà, nên chúng có làm gì tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm. Kim Song Nhi thở dài nói, Huyền Bình, em xin lỗi vì đã không cản được anh ấy. Ngô Bình lắc đầu, thần tộc luôn coi mình là nhất, ai cũng mắc bệnh thần kinh nên không nghe ai khuyên đâu. Người đàn ông nổi giận, con người hèn mọn, cậu biết tôi là ai không hả? Cô gái đứng sau tên kia lạnh mặt nói, Song Nhi, em cho cậu ta biết thân phận của anh rể em đi. Kim Song Nhi cau mày, chị hai, tốt nhất chị nên cản chồng mình lại, anh ấy không phải đối thủ của Huyền Bình đâu. Cô gái tỏ vẻ khinh bỉ, không phải đối thủ ư. Anh ấy đứng thứ bảy trên bảng thiên kiêu của thần tộc, vậy mà em dám nói không đánh lại một nhân tộc à? Kim Song Nhi thở dài nói chị, em không đùa đâu, chị trông chồng mình cho cẩn thận, nhớ anh ấy làm Huyền Bình nổi giận thì hậu quả khó lường đấy. Đương nhiên Kim Song Nhi biết sức mạnh của Ngô Bình nên mới nói vậy. Sau đó, hơn 800 vòng thần cũng xuất hiện, sức mạnh của mỗi vòng đều rất kinh người. Người đàn ông sợ tái mặt rồi run rẩy nói cậu lấy những sức mạnh này ở đâu? Ngô Bình, anh mạnh lắm cơ mà, nào đánh tôi đi. Thiên kiêu kia lập tức lùi lại nói, không, tôi không đánh đâu, cậu có thể giết được tôi, lúc này, hắn đang vô cùng sợ hãi. Ngô Bình cười mỉa, nể tình anh là anh rể của Song Nhi, không tôi đã đấm vỡ đầu anh rồi. Thiên kiêu kia càng thêm nhăn nhó mặt mày. Chị của Kim Song Nhi còn khó chịu hơn, cô ta vừa tỏ vẻ coi thường Ngô Bình, nghĩ anh không xưng với em gái mình. Nhưng thoát cái, người đàn ông của cô ta đã sợ đến tái mét mặt, đúng là mất hết thể diện. Cậu đừng có ngông, cô chị không nhịn được nói. Chát. Ngô Bình tát cho cô ta một cái rồi hỏi, thế tôi làm vậy thì được gọi là gì? Chị của Kim Song Nhi xứng người, cậu dám đánh tôi. Chồng chị Kim Song Nhi trừng mắt lườm cô ta như muốn nói, cô mà nói thêm câu nữa thì tôi cũng tát cô đấy. Ngô Bình, tôi nói rồi, tôi không giết anh là nể mặt Song Nhi. Nhưng nếu các người không biết điều thì đừng trách tôi. Chị của Kim Song Nhi cảm thấy rất nhục nhã, một nhân tộc mà cô ta coi thường dám hoành hoang vậy sao? Kim Song Nhi chán nản nói chị, em biết chị rất kiêu ngạo, nhưng chị chưa đủ trình để ra vẻ với Ngô Bình đâu, đến bố mình gặp anh ấy còn phải nể nữa mà. Cô chị ngẩn người, bố cũng phải nể cậu ta ư. Kim Song Nhi không giải thích mà nói, lát chị sẽ biết,
Sau đó, cô ấy kéo Ngô Bình đi tiếp. Vợ chồng cô chị lẽo đẽo theo sau. Cậu ta giỏi lắm à, cô chị không nuốt trôi cục tức nên lén hỏi chồng mình. Chồng cô ta nhăn mặt nói, nếu cậu ta không mạnh thì anh rút lui làm gì? Khi cậu ta phóng khí tức ra, anh thấy mình như sắp chết đến nơi. So với cậu ta thì anh chỉ là một con kiến thôi. Cô chị biến sắc mặt, thế thì mạnh thật. Tên kia gật đầu, ừ, anh đoán cậu ta phải là cao thủ cấp thánh vương rồi. Thế thì cũng cấp với bố mình à, cô chị sững sờ, cuối cùng đã hiểu tại sao Kim Song Nhi lại nói vậy, bố họ cũng phải nể Ngô Bình. Minh Đà Thánh Vương có mái tóc hoa tiêu, gương mặt không còn trẻ trung nữa, nhưng rất hiền hòa. Ngô Bình hành lễ, Lý Huyền Bình tham kiến Thánh Vương, Vương Mẫu. Minh Đà Thánh Vương đã nghe Vương Mẫu kể về Ngô Bình nên cười nói, cậu là Lý Huyền Bình à? Đúng là nhân tài, Song Nhi tinh mắt lắm. Ngô Bình, Thánh Vương quá khen. Kim Song Nhi cười nói, bố không phát hiện ra Huyền Bình có gì là lạ ạ. Minh Đà Thánh Vương cười nói, cậu ấy là đại thánh chứ gì? Kim Song Nhi cười hì hì, vâng, Huyền Bình và bố cùng đi chung con đường. Minh Đà Thánh Vương nói, nếu không thế thì cậu ấy đã chẳng ở đây. Cuối cùng tam muội cũng tìm thấy ý chung lang rồi à? Mọi người nhìn qua thì thấy có một nam một nữ đi từ bên ngoài vào. Cô gái rất xinh, còn người đàn ông thì mọc đầy vảy vàng trên mặt, khí tức yêu tộc lộ ra rõ ràng. Kim Song Nhi nhỏ giọng nói, Huyền Bình, đây là chị cả và chồng chị ấy. Người đang nói chính là chồng chị cả của Kim Song Nhi, gã bước nhanh tới trước mặt Minh Đà Thánh Vương và Vương Mẫu, sau đó cố ý đứng chắn trước mặt Ngô Bình rồi nói, con rể tham kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, đây là quà của con ạ. Gã dâng một cái đàn cổ lên bằng hai tay, thấy thế, Minh Đà Thánh Vương ngạc nhiên hỏi, đây là thứ gì vậy? Chồng chị cả cười nói, nhạc phụ đại nhân. Đây chính là đàn nữ oa mà người xưa mô phỏng lại. Tuy không bằng đàn nữ oa thật, nhưng cũng có uy lực nhất định. Minh Đà Thánh Vương vui vẻ nói, được lắm, con thật có lòng. Sau đó, tên kia nhìn Ngô Bình rồi hỏi, quà của cậu đâu? Ngô Bình, quà của tôi không thấy được. Chồng chị cả cười khẩy, không thấy được ư, chắc chưa chuẩn bị chứ gì, lần đầu ra mắt mà lại không có quà, đúng là kém. Vương Mẫu cau mày nói, thất lang, Song Nhi đã tặng quà rồi. Chị cả chợt cười nói, tam muội, chồng tương lai của em căn cơ quá. Ngô Bình mặc kệ họ rồi nói với Minh Đà Thánh Vương, một nửa cơ thể của người đang suy kiệt, tình hình này ít cũng kéo dài 100 năm rồi phải không ạ? Sau đó, Minh Đà Thánh Vương không thể kiềm chế cảm xúc được nữa mà hỏi, cậu có cách ư? Ngô Bình gật đầu, xin Thánh Vương tới một nơi yên tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp ạ. Được, Minh Đà Thánh Vương đứng dậy rồi mời Ngô Bình sang phòng khác ngay. Bọn họ đi rồi, tất cả mọi người đều bàn tán. Thì ra tu hành của Minh Đà Thánh Vương có vấn đề, hơn nữa chỉ sống được 100 năm nữa, bất ngờ thật đấy. Người này to gan thật, dám nói chuyện bí mật ấy ra trước mặt bao người thế này, không sợ Thánh Vương giận rồi giết luôn sao? Người ta đã dám nói ra thì chắc chắn phải có cách chữa trị. Đủ mọi lời bàn tán phát ra, chồng chị cả hừ lạnh nói, việc tu hành của Thánh Vương có vấn đề mà cậu ta đòi chữa được à? Chị cả cũng nổi giận nói, đúng thế, chắc chắn là chém gió thôi, lát mà không chữa được thì ăn đủ. Kim Song Nhi cau mày nói, chị cả, nếu Huyền Bình chữa được thì là chuyện tốt mà. Chị cả lườm cô ấy, em ngốc lắm, cậu ta là tên lừa đảo đấy. Chỉ có em mới tin. Vương Mẫu, đừng nói nữa, cứ chờ thì biết thôi. Minh Đà Thánh Vương mời Ngô Bình sang một phòng khác xong thì nói, Huyền Bình, tôi rõ cơ thể của mình nhất, hai sức mạnh đang tranh đấu với nhau ngày càng kịch liệt. Tôi đang dùng phần lớn sức mạnh để áp chế chúng, cậu nói không sai, chưa tới 100 năm nữa tôi sẽ không khống chế được chúng nữa. Vì càng ngàng chúng càng mạnh hơn. Ngô Bình, hai nguồn sức mạnh này có liên quan đến đạo của Thánh Vương. Nếu muốn tôi chữa trị, Thánh Vương phải truyền thụ đạo của người cho con biết. Minh Đà Thánh Vương gật đầu, đạo của tôi tên là sinh tử giống như âm dương, vạn vật trên đời đều có thể chia làm sinh tử, sống chết, sống là linh, chết hóa vật. Chỉ cần có thể vận chuyển hai năng lượng sinh tử này thì có thể tạo ra sinh vật, thu hoạch sinh mệnh, cường hóa bản thân, làm người khác suy yếu.
sau đó ông ấy truyền hết toàn bộ pháp thần truyền của đạo mình cho Ngô Bình. Bây giờ hai năng lượng này đã dần mất khống chế, Minh Đà Thánh Vương rất khó kiềm chế được chúng. Về lâu về dài, chúng sẽ đảo khách thành chủ, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Minh Đà Thánh Vương. Đến lúc đó, trật tự vẽ đổ vỡ, Minh Đà Thánh Vương cũng sẽ bị hủy diệt. Sau khi hiểu được nguyên lý, Ngô Bình tham khảo âm dương đại đạo mà mình lĩnh hội được và kinh nghiệm y học của mình, rất nhanh đã tìm ra được cách chữa trị. Khi anh nói với Minh Đà Thánh Vương về phương pháp trị liệu của mình, mắt Minh Đà Thánh Dương sáng lên, vui mừng nói, xuất sắc. Có phương pháp này, tôi có thể hoàn toàn trấn áp được hai sức mạnh này trong vòng 30 năm, cuối cùng luyện hóa chúng. Ngô Bình cười nói, thật ra đây cũng là kiếp Thánh Vương, một khi vượt qua được thì không còn xa nữa là có thể trở thành Thánh Hoàng. Minh Đà Thánh Vương cúi người với Ngô Bình, cảm ơn đã chỉ bảo. Ngô Bình đáp trả, Thánh Vương khách sáo rồi, con không dám nhận. Khi hai người quay lại đại điện, những lời bàn tán đã biến mất, mọi người đều nhìn Minh Đà Thánh Vương muốn biết kết quả thế nào. Minh Đà Thánh Vương cười nói, con rể tương lai này của tôi đã nghĩ giúp cho tôi cách chữa trị, để các vị phải lo lắng rồi, tôi xin mời các vị một ly. Anh rể cả sửng sốt, lẽ nào cậu ta có cách thật sao? Kim Song Nhi cười nói, Huyền Bình, anh giỏi quá. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ cả lạnh lùng nói, tốt nhất là cậu không lừa gạt gì bố, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ngô Bình trước giờ không để tâm đến họ, nghe cô ta liên tục nói móc mỉa bèn nói, lẽ nào chỉ biết nhiều hơn Thánh Vương. Chỉ cả nổi giận nói, cậu dám nói chuyện với tôi thế à? Ngô Bình, chỉ chẳng qua chỉ gả cho một tên vô dụng yêu tộc tôi, ai cho chị tự hào như thế vậy? Anh rể cả tức giận, cậu nói ai vô dụng? Ngô Bình cười nói, nếu tai anh không có vấn đề chắc hẳn biết người tôi nói là anh. Cậu muốn chết? Hắn vừa định ra tay, Ngô Bình nói, đây là nơi tổ chức tiệc mừng thọ, đánh nhau chảy máu không hay chút nào. Hay là thế này nhé, tôi sẽ ở lại Nữ Oa giới vài ngày, sau hôm nay hoan nghênh các người đến khiêu chiến với tôi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó tôi cũng sẽ cho anh biết rõ bản thân anh vô dụng đến mức nào. Người anh rể đó tức giận đến mức sắp thổ huyết, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Bình, được thôi, đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Anh rể cả uống khá nhiều rượu, càng nhìn Ngô Bình càng cảm thấy chướng mắt, hắn cười mỉa, một tên tạp chủng loài người dám khiêu chiến với yêu thần, đúng là chán sống rồi. Ngô Bình biết hắn đang mình bèn đặt ly xuống nói, báo tinh, hình như anh bất mãn gì với tôi, hôm nay vốn dĩ không muốn dạy dỗ gì anh. Dù sao cũng là tiệc mừng thọ của Thánh Vương, đổ máu lại không ổn. Nhưng nếu anh đã không biết điều như vậy thì tôi cũng chỉ đành ra tay thôi. Mọi người đều không nói gì, hội trường im như tờ, không có ai khuyên can mà chỉ lẳng lặng nhìn. Bị gọi là báo tinh, anh rể cả tức giận nói, này thằng kia, tao muốn nuốt sống mày. Ngô Bình tiến đến một bước, cả người bay lên giữa không trung, sau đó anh rể đó cũng bay lên không trung, yêu khí chuyển động quanh người. Khí tức đáng sợ. Hắn là cường giả cấp yêu thần, xếp thứ 7 trong gia tộc, gọi là Báo Thất Lang. Hai người đến giữa không trung, Minh Đà Thánh Vương đặt ly rượu trong tay, cười hỏi, Tố Nga, bà nghi ai sẽ thắng? Vương Mẫu, xác suất thắng của Huyền Bình cao hơn, nhưng thực lực của Thất Lang cũng không yếu kém, dù sao cũng là cường giả cấp yêu thần, hơn nữa trước đó còn vừa nhận được cơ duyên. Minh Đà Thánh Vương, ý bà là Thất Lang đã luyện hóa được Long Nguyên sao? Vương Mẫu, không sai, chính là Long Nguyên đó, vạn linh đều có thể hóa rồng, có được Long Nguyên thì kiến cũng có thể thành rồng. Có điều với thế lực và cảnh giới của Thất Lang, e rằng không thể luyện hóa được Long Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của nó. Minh Đà Thánh Vương, dù chỉ là lợi dụng thì cũng đã rất giỏi rồi. Long tộc đã biết chuyện Long Nguyên. Nhất định họ sẽ nghĩ hết mọi cách để giành lấy thứ này. Vương Mẫu, đúng vậy, vì vậy tốt hơn hết Thất Lang có thể luyện hóa được Long Nguyên trong thời gian ngắn nhất, sau đó biến thành Long Tổ. Nếu không thì rất có khả năng sẽ bị Long Tộc cướp mất. Lúc này Báo Thất Lang lạnh lùng nói, cậu dám thách thức tôi, gan cũng lớn đó. Ngô Bình, anh dám chấp nhận sự thách thức của tôi, cũng dũng cảm lắm đó. Báo Thất Lang hừ lớn một tiếng, cậu thật quá ngông cuồng. Ngô Bình, đừng nói rông dài nữa, ra tay đi. Anh ta vừa dứt lời thì xông về phía Ngô Bình,
hai người đánh sáp lá cà, toàn dùng quyền cước. Thể chất của báo thất lang vô cùng cường tráng, vì anh ta vốn có huyết mạch mạnh nhất, động tác nhanh nhạy, sức mạnh vô biên. Ầm. Ngô Bình cũng biến thành một người khổng lồ cao mấy ngàn trượng, đá qua một đá. Một âm thanh lớn vang lên, con báo bị Ngô Bình đá văng, nhưng cẳng chân anh cũng bị báo vồ chảy máu. Hai người họ đánh nhau mấy chiêu, Ngô Bình bị thương hai chỗ, nhưng báo thất lang thì thảm hơn, bị gãy hết 7 cái xương, vẹo sống mũi, gãy 4 cái răng, mắt trái bị đánh không mở ra được. Ngô Bình hỏi, anh phục chưa? Tôi mới dùng 5 phần sức mạnh thôi đấy. Báo thất lang giận dữ nói, không phục, tiếp đi. Anh ta điên cuồng hú lên, một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng toát ra từ khắp cơ thể, khiến khí tức của anh ta lập tức tăng lên mấy lần. Vương Mẫu thở dài, cuối cùng thì thất lang cũng đã dùng đến sức mạnh của Long Nguyên rồi. Ngô Bình nheo mắt, không ngờ anh còn có tuyệt chiêu, tốt lắm, tôi sẽ dùng hết sức mình đánh với anh một trận. Ầm. Anh biến thành một người khổng lồ cao vạn trượng, thi triển võ học mạnh nhất, đấm một đấm về phía báo thất lang. Báo thất lang không sợ, nhào qua, người và báo giằng co với nhau. Khi hai bên gặp nhau, Ngô Bình cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ dị đập vào cơ thể anh. Anh giật mình, đấy là gì? Chính vào lúc anh nghĩ mình sắp bị đánh bại thì năng lượng cửu sắc trong cơ thể anh bỗng tuôn ra, chạy vào trong cơ thể của báo thất lang, biến thành vô số tia sáng, quấn chặt lấy một viên ngọc đang phát sáng. Báo thất lang ngơ ngác, lập tức hống lên giận dữ, cậu dám ăn cắp Long Nguyên của tôi. Anh ta muốn dốc sức phản kháng nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi. Long Nguyên bị kéo vào trong cơ thể Ngô Bình, nằm trong đan điền của anh. Báo thất lang không còn Long Nguyên thì khí tức liền yếu đi, bị Ngô Bình đấm văng ra xa. Trả Long Nguyên lại cho tôi. Anh ta giận dữ hét lên, liều mạng xông qua. Lúc này, sức mạnh Long Nguyên bị những tia sáng cửu sắc lấy ra, sau đó truyền vào trong cơ thể Ngô Bình khiến khí tức của anh cũng lập tức tăng vọt. Báo thất lang đơ người, dừng tấn công. Nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Chị cả đột nhiên chạy đến bên cạnh Vương Mẫu, khóc lóc xin cha, mẹ, hai người xem cậu ta đi. Không ngờ lại cướp đi Long Nguyên của thất lang, xin cha mẹ hãy làm chủ cho thất lang. Minh Đà Thánh Vương thản nhiên đáp, con gái, nếu bây giờ thất lang không giữ được Long Nguyên thì chứng tỏ nó và Long Nguyên không có duyên. Dù cho bây giờ cha có giúp nó giành Long Nguyên lại thì sau này nó vẫn sẽ cứ không giữ được. Con không nhìn thấy sao, Huyền Bình vừa lấy được Long Nguyên thì đã dùng được sức mạnh của nó. Điều này chứng tỏ cậu ấy thích hợp dùng Long Nguyên hơn thất lang. Chị cả khóc lóc nói cha, thất lang đã phải liều mạng, bất chấp mạo hiểm thập tử nhất sinh mới có thể có được Long Nguyên, sao có thể dâng hai tay cho người khác thế chứ? Vương Mẫu thản nhiên đáp, thất lang và Huyền Bình đều là con rể của mẹ, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, mẹ không thể thiên vị ai. Nếu thất lang có bản lĩnh thì có thể giành lại Long Nguyên, nhưng nếu không giành lại được thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Kim Song Nhi nói, mẹ nói đúng ạ, loại báu vật của trời đất này vốn dành cho người có duyên. Chị cả giận dữ nói, Kim Song Nhi, em có còn là em gái của chị không? Kim Song Nhi, chị cả, nếu không phải lúc nãy anh rể cứ muốn nhằm vào Huyền Bình thì có chuyện đánh nhau lúc nãy không? Nếu không có trận đánh lúc nãy thì anh ấy có bị mất Long Nguyên không? Lẽ nào tất cả những chuyện này không phải là do chị cả và anh rể tự chuốc lấy sao? Lúc này Ngô Bình đã đáp xuống đất, chắp tay thưa với Vương Mẫu và Minh Đà Thánh Vương, lúc nãy Huyền Bình nhất thời không kiềm chế được, xin hai trưởng bối bỏ qua cho. Minh Đà Thánh Vương cười, nói, Huyền Bình, con là chân hoàng, không cần phải nhịn nhục bất cứ cao thủ nào, nếu con không ra tay thì ngược lại cha sẽ xem thường con. Vương Mẫu cười, nói, Huyền Bình, hiếm khi con mới đến Nữ Oa Giới, hãy ở lại đây vài hôm với Song Nhi đi. Nữ Oa Giới là nơi được Thái Cổ Chân Nhân tạo ra từ thời sơ khai, chỗ này là đất mẹ của tất cả nhân tộc, con là chân hoàng, biết đâu ở đây lại càng dễ đột phá hơn. Ngô Bình, vâng. Ngô Bình vừa đánh nhau với báo thất lang xong nên không tiện tiếp tục ở lại đó, Kim Song Nhi liền kéo anh đến một cung điện yên tĩnh, tạm thời ở lại đó. Huyền Bình, đây là nơi trước đây em sống. Hai người họ vừa mới đến trước điện thì có hai người hầu ra đón, họ nhìn thấy Kim Song Nhi thì vô cùng vui mừng, cô hai, cô quay về rồi à? Kim Song Nhi gật đầu, đây là Lý Huyền Bình, chồng sắp cưới của tôi.
Người hầu vội cung kính chào, chào cậu chủ. Ngô Bình cười, nói, Song Nhi, không gian nơi em ở khá đấy, lúc nhỏ em ở đây sao? Ngô Bình thấy Kim Song Nhi khó xử thì hỏi, Song Nhi, vị công tử Khương đó là ai? Kim Song Nhi, con trai một của Bích Huyết Chân Vương, tên Khương Linh Thiên. Ngô Bình, anh ta đến tìm em làm gì? Kim Song Nhi đau đầu nói, chẳng phải trước đây em đã từng nói với anh em có rất nhiều người theo đuổi rồi sao? Tên Khương Linh Thiên này là một trong số đó. Nhất định là anh ta đã nghe nói về chuyện của anh nên mới cố tình đến gây rắc rối cho anh. Ngô Bình cười, nói, anh là Chân Hoàng mà lại sợ con trai của Chân Vương đến tìm anh gây rắc sao? Kim Song Nhi nói, thực lực của anh ta cũng thường thường thôi nhưng trên người anh ta lại có một pháp bảo thời kỳ thái cổ chân nhân tên là Tam Hoàng Chân Giáp. Anh ta mặc Tam Hoàng Chân Giáp lên người thì sẽ có được thực lực của Chân Hoàng. Ngô Bình hứng thú, Tam Hoàng Chân Giáp đó có lai lịch thế nào? Kim Song Nhi, là món đồ được ba vị Chân Hoàng liên thủ tạo ra, nghe nói là để đối phó với một cao thủ siêu cấp của thần tộc. Ngô Bình, bảo bối tốt vậy mà lại rơi vào tay một chân vương. Kim Song Nhi, Tam Hoàng Giáp có uy lực rất mạnh nên dù là cha em cũng phải nể Bích Huyết Chân Vương mấy phần. Chính vào lúc đó, có người lớn tiếng bên ngoài điện, Song Nhi, anh biết em có ở đây. Sau đó là tiếng hỗn loạn của những người hầu, tiếp đó nữa thì có một người đàn ông xông vào. Người đó trông rất đạo mạo nhưng dáng vẻ lại rất nóng vội. Lúc anh ta nhìn thấy Kim Song Nhi đang ở cùng với Ngô Bình thì vẻ mặt liền thay đổi, giận dữ nói, Song Nhi, anh ta là ai? Kim Song Nhi kiên quyết nắm chặt lấy tay Ngô Bình, nói, Khương Linh Tiên, đây là chồng sắp cưới của tôi, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Khương Linh Tiên giận dữ, anh có chỗ nào không bằng anh ta? Song Nhi, chúng ta lớn lên cùng nhau, tại sao em lại không chọn anh mà lại chọn một người bình thường như thế? Ngô Bình chau mày, anh bị mù sao? Nếu tôi là người thường thì cha anh là đồ bỏ. Khương Linh Tiên cười lạnh lùng, tôi đã nghe ngóng về anh. Cũng chỉ là giỏi đánh nhau chút thôi, trong mắt tôi, anh chẳng là gì cả. Ngô Bình, vậy sao? Nói vậy thực lực của anh rất mạnh rồi. Khương Linh Thiên, đương nhiên, tôi có lòng tin đánh bại được anh. Khương Linh Thiên đó lớn lên trong sự che chở của cha mình, chưa từng chịu khổ, chưa từng chịu phạt. Hơn nữa, những người xung quanh đều nhường anh ta, vì vậy anh ta luôn cảm thấy bản thân rất giỏi, ít nhất thì những người cùng tuổi đều không phải là đối thủ của mình. Ngô Bình, nếu anh đã tự tin đến thế, vậy anh có dám đánh cược với tôi không? Khương Linh Tiên liền hỏi, cược gì? Ngô Bình cười, nói chúng ta đánh với nhau một trận, nếu tôi thua thì tôi sẽ rời khỏi nữ oa giới ngay lập tức, không quay lại nữa, còn nếu anh thua thì anh phải tặng Tam Hoàng Chân Giáp cho tôi, thế nào hả? Ngô Bình, đương nhiên rồi, nói phải giữ lời, có điều chắc chắn anh sẽ dắt theo em cùng đi. Kim Song Nhi trừng mắt, anh xấu quá đi. Ngô Bình cười, nói yên tâm đi, anh sẽ không thua đâu, Tam Hoàng Chân Giáp không phải thứ dành cho loại người như anh ta, muốn phát huy được thực lực của nó thì người mặc nó bắt buộc phải là Chân Hoàng mới được, vì vậy dù là Bích Huyết Chân Vương cũng không thể phát huy được uy lực của Chân Giáp. Kim Song Nhi, e rằng anh ta sẽ không đến nữa đâu, Bích Huyết Chân Vương sẽ không lấy Tam Hoàng Chân Giáp ra đặt cược đâu. Ngô Bình, anh ta không đến thì càng tốt. Sau này sẽ không đến làm phiền em nữa. Về phần Khương Linh Thiên, Ngô Bình không quan tâm lắm. Họ nói chuyện với nhau một lúc thì anh ngồi xếp bằng lại, cảm nhận long nguyên trong cơ thể. Lúc này, năng lượng cửu sắc vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng từ long nguyên, sau đó truyền vào trong cơ thể anh. Cùng lúc đó, anh truyền năng lượng của long nguyên vào trong xào huyệt tà ma. Anh có thể cảm nhận được năng lượng của long nguyên có thể giúp cho các sinh linh tiến hóa mạnh hơn. Nếu như xào huyệt tà ma có được loại năng lượng này thì nhất định có thể tạo ra được những chiến sĩ mạnh hơn. Luồng sức mạnh đó tràn đầy trong cơ thể Ngô Bình, anh cảm thấy dường như mình đã chạm đến một quy tắc nào đó. Sau đó, anh đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ giữ chặt, dù thực lực của anh rất mạnh nhưng gặp phải luồng sức mạnh này, anh vẫn không đáng là gì cả. Anh giật mình, theo những gì Phong Văn Kính nói, anh biết kiếp đại thánh đã đến, anh sắp bị đưa đến vùng đất Vĩnh Hằng để rèn luyện. Anh mở miệng định báo cho Kim Song Nhi nhưng không nói nên lời. Tiếp ngay đó, bên cạnh anh xuất hiện một cánh cửa thời không khổng lồ, một lực hút xuất hiện, lập tức hút anh vào trong.
anh cảm nhận được cơ thể mình đang xoay với tốc độ cao trong thời không thần bí, cùng lúc đó, anh còn cảm nhận được thời gian đang quay ngược, cơ thể anh dần thả lỏng, 25 tuổi, 24 tuổi, 23 tuổi. Khi cơ thể anh cân bằng lại thì anh đã quay về dáng vẻ của thời thiếu niên khi mới 16 tuổi, người gầy gò, chỉ cao 1m7, quần áo trên người cũng không vừa nữa, trở nên rộng thùng thình. Cùng lúc đó, khả năng cảm nhận, thị lực đều quay về như thời thiếu niên. Anh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một thôn núi nhỏ, trong thôn có mấy chục hộ gia đình. Lúc này đang là tờ mờ sáng, người trong thôn đều đang ngủ, không gian rất yên tĩnh. Anh quan sát một lúc thì thấy thôn núi nhỏ này được bao bọc bởi núi, phía xa có một ít ruộng. Đây là vùng đất Vĩnh Hằng sao? Anh lẩm bẩm. Sau đó, anh nắm chặt nắm đấm, cảm thấy 10 ngón tay tê dại, luồng sức mạnh đáng sợ đó đã biến mất hoàn toàn, bây giờ anh là một thiếu niên 16 tuổi bình thường. Người đàn ông nói, thiếu niên, cậu là người ở đâu? Ngô Bình thở phào, mặc dù người đàn ông đó nói chuyện kỳ quái nhưng anh có thể nghe hiểu, cũng có thể học được, anh liền đáp chú, tôi lên núi chơi và bị lạc. Người đàn ông thấy anh mặc quần áo đắt tiền thì liền nói, chắc cậu là người trong thành, đúng không? Người giám hộ đâu rồi? Ngô Bình hiện vẫn chưa hiểu rõ về người ở đây nên liền gật đầu, đúng vậy ạ, tôi sống trong thành. Người đàn ông cười, đưa tay vào miệng lớn tiếng huýt gió, người trong làng nhanh chóng tỉnh giấc, mười mấy người đàn ông chạy đến. Người đàn ông đó cười nói với mọi người, cậu nhóc này từ trong thành đến đây, ăn mặc sang trọng, thiết nghĩ trên người có không ít tiền. Chúng ta giết chết cậu ta rồi chia tiền được không? Mọi người nghe xong thì đồng ý ngay, ai cũng nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sáng rực như thể anh là một miếng thịt mỡ. Tuy Ngô Bình không có tu vi, nhưng vẫn còn đầu óc và kinh nghiệm. Anh bỗng nở nụ cười vừa lắc đầu. Tên nói muốn giết anh cau mày hỏi, nhóc con, mày cười cái gì? Ngô Bình, tôi cười sao mấy người lại có thể ngu như vậy cơ chứ? Mày dám bảo tao ngu, tên kia nổi giận, bước tới tát một cái lên mặt Ngô Bình khiến khóe miệng anh chảy máu. Ngô Bình vẫn cười lạnh, nếu các người không ngu thì đã cử người gửi tin cho nhà tôi. Nhà tôi cực kỳ giàu, các người cứ ra giá thoải mái, người nhà tôi đều sẽ đồng ý. Đám người kia nghe thấy thế đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy, sao không lợi dụng thằng nhóc này để tống tiền nhà cậu ta. Lúc này, có người coi như có chút đầu óc nói. Nhưng cứ vậy thì người nhà mày sẽ thông qua cơ quan nhà nước đến bắt chúng ta. Ngô Bình nói, tôi có thể viết một bức thư, bên trong nói tôi lạc đường, rất cần tiền. Các người cử một người đưa đến nhà tôi đương nhiên sẽ cho mấy người một số tiền. Cứ thế, các người vừa lấy được tiền cũng sẽ không bị chính quyền truy nã, đẹp cả đôi đường. Cái tên thông minh kia gật đầu lia lịa, đề nghị được đấy. Nhóc con! Mày phối hợp tụi tao như vậy có phải là vì muốn tụi tao tha cho mày một mạng không? Ngô Bình, tất nhiên rồi. Các người không giết tôi thì tôi có thể vẫn luôn viết thư cho người nhà lấy tiền. Đương nhiên, các người tốt nhất là khách sáo với tôi chút, có vậy tôi mới đòi nhiều tiền được. Một gã đàn ông to con hỏi, nhóc con, trong nhà của mày có bao nhiêu tiền? Thực ra, Ngô Bình cũng không biết tiền của nơi này là gì, song vẫn lộ ra vẻ khinh bỉ hỏi. Số tiền lớn nhất mà mấy người gặp được trong đời này là bao nhiêu? Một tên khác đáp, nếu nói gặp được nhiều tiền nhất thì đương nhiên là tôi. Lúc tôi 25 tuổi, có lần vào thành làm công đã gặp được cả 10 tinh tệ. Người xung quanh đều trầm trồ kinh ngạc. 10 tinh tệ á, một tinh tệ thôi đã đổi được 800 tiền vàng rồi đó. Đúng vậy, một tiền vàng cũng đủ nhà chúng tôi ăn 3 năm luôn rồi. Ngô Bình nghe đám người kia bàn tán, trong lòng cũng biết số tiền lớn nhất mà họ thấy đa số chính là tiền vàng. Hơn nữa, một tiền vàng đã đủ người một nhà ăn 3 năm, sức mua còn không tệ. Anh bèn nói, nhà tôi cũng không nhiều tinh tệ, đôi khi có tiền vàng. Tôi viết một bức thư, bảo trong nhà gửi 500 tiền vàng trước đã. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã được mời vào trong một căn nhà lớn, chủ nhân của nó là một ông lão hơn 60 tuổi. Ông ta nổi tiếng nhất thôn, thường thì chuyện lớn đều do ông ta quyết định. Ông lão ngồi trên ghế trúc, suy nghĩ một lúc rồi nói, cách này được đó, lấy giấy bút đến để cậu ta viết. Nói đến viết thư, Ngô Bình cũng không biết chữ viết ở thế giới này bèn nói, nên viết như thế nào thì tôi cần phải suy nghĩ một chút đã.
nơi này của mấy người có sách không? Lấy mấy quyển đến tôi xem thử. Cha tôi nói, tôi ở ngoài chơi kiểu gì cũng được, nhưng nhất định không được quên đọc sách. Bọn họ nghe thấy Ngô Bình nói vậy đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Anh thầm nhủ thôi xong, lẽ nào người ở thế giới này không thích đọc sách? Quả nhiên, có người nói, cha cậu thật thú vị, đọc sách là không có tiền đồ nhất vậy mà ông ta lại bảo cậu đọc sách. Ngô Bình, tôi không biết chữ nên cha muốn ta đọc sách nhiều chút để biết chữ. Chúng nhân nói, vậy thì có gì, chúng tôi cũng không biết chữ. Trong cả thôn, chỉ có tộc trưởng biết mấy chữ. Ngô Bình nghĩ bụng, hóa ra cũng không biết chữ, vậy dễ làm rồi. Vì thế, anh nhìn về phía ông lão, nói vậy, vị này chắc chính là tộc trưởng rồi. Ông lão gật đầu, tôi là tộc trưởng của thôn. Ngô Bình cười hỏi, tộc trưởng, ông biết bao nhiêu chữ? Có nhiều bằng tôi không? Thực ra, biết được mấy con chữ là điều ông lão kiêu ngạo nhất, cũng là lý do ông ta vẫn luôn đảm nhận chức tộc trưởng trong thôn, nghe vậy bèn nói cũng không nhiều. Chắc hơn 10 chữ, có thể viết một bức thư đơn giản. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên, tộc trưởng đúng là thông minh, tôi chỉ biết hơn 50 chữ. Lát nữa viết thư, tôi phải học hỏi ông rồi. Tộc trưởng gật đầu, không thành vấn đề, cậu biết 50 chữ, tôi biết hơn 100 chữ, gộp lại cũng không ít. Chúng ta có thể bàn bạc với nhau để biết. Mọi người bàn bạc một hồi rồi nhốt Ngô Bình vào một căn phòng, bên trong có mấy quyển sách cũ rách, một quyển là địa chí. Mấy quyển còn lại đều là mấy cuốn sách linh tinh. Có điều, trong đó lại có một tấm bản đồ khu vực lân cận, khiến Ngô Bình như nhặt được vàng. Tất cả mọi người rời khỏi, anh mở bản đồ ra xem thì phát hiện tuy những con chữ đó có sự khác biệt với thế giới của mình nhưng vẫn có thể nhận ra, nhìn mấy lần cũng thích ứng với những con chữ khác thường ấy. Trên bản đồ chỉ rõ cách nơi này trăm dặm có một ngôi trấn nhỏ, vượt qua một ngọn núi là đến. Cách trấn nhỏ 390 dặm về phía đông có một ngôi thành nhỏ tên Trương Thành. Từ nơi này mà muốn đến Trương Thành thì phải đi hơn 500 dặm, nếu đi bộ thì những thôn dân kia cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Xem xong bản đồ, anh lại nghiên cứu địa chí và mấy quyển sách linh tinh kia. Chẳng mấy chốc, anh đã học được chữ viết của nơi này. Đến trưa, Ngô Bình đẩy cửa ra, một người chuyên trông chừng anh ngồi xổm ở cửa hỏi, cậu nghĩ xong rồi à? Ngô Bình nói, tôi đã viết xong thư rồi. Anh nói xong bèn đưa một bức thư chỉ có mấy chục chữ nhưng lại vẽ lung tung rất nhiều đưa cho người kia. Người nọ vội vàng cầm đi đưa cho tộc trưởng xem, ông ta có thể nhận ra vài con chữ rồi dựa vào kinh nghiệm suy đoán Ngô Bình đúng là đang bảo người nhà gửi tiền cho mình bèn gật đầu bảo, giết con dê, hầm hai con gà đãi cậu trai kia. Tộc trưởng biết, sau này Ngô Bình sẽ là cây dụng tiền của họ nên chỉ có hầu hạ cậu ta sướng mới có thể không ngừng tống tiền người nhà cậu ta. Ngô Bình vừa đến thế giới này, trong bụng rỗng tuếch nên đã sớm đói. Khi đồ ăn được bưng lên, anh bèn cầm một cái đùi dê lên gặm. Nó chỉ dùng tương ướp, mùi vị lại khá ngon. Ăn xong đùi dê, anh lại ăn hết nguyên con gà và một đống thịt khô. Anh nói, tôi họ Hoàng. Các người đến Trương Thành tùy tiện tìm một người hỏi thăm nhà ông cả Hoàng là người ta sẽ đưa các người đến nhà tôi. Tộc trưởng cũng có chút hiểu biết về Trương Thành, hồi còn trẻ có đi qua vài lần nên lập tức gật đầu, nhóc con, xem ra cậu cũng không nói dối, nhà họ Hoàng đúng là có tiền nhất Trương Thành. Ngô Bình, các người chỉ cần cầm thư đi, nhà tôi tất nhiên sẽ cho các người 500 tiền vàng. Tộc trưởng, nhóc con hy vọng cậu có thể cho chúng tôi thêm một món đồ vật để làm tin. Dù sao, người nhà cậu chỉ đọc thư thôi chưa chắc đã tin cậu đang ở chỗ chúng tôi. Ngô Bình gỡ một miếng ngọc bội trên eo xuống nói, được rồi, cầm cái này đi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.